trực tiếp tại cái địa điểm đó luôn. Thì đúng là sao, cái ngay từ cái lúc phiên xử kết thúc rồi, thậm chí chưa kết thúc đã có báo lên rồi, và liên tục cho đến thời điểm chúng tôi live stream ngày hôm nay là có những cái nội dung được liên tục lên bàn và với những nội dung khác nhau. Và có vẻ là em thấy là anh Đức Hiển ảnh rất là cố gắng quyết liệt trong cái chuyện mà chụp mũ và đánh tráo khái niệm trong trường hợp này. Chúng ta cứ đơn cử hai cái bài viết thôi, một cái bài viết tường thuật lại cái vấn đề cái vụ việc của Mai Xuân Cường. Thì có một cái vấn đề tôi thắc mắc là tại sao khi nêu về cái vụ việc này không nêu một cách khách quan mà chỉ nêu về cái nội dung mang tính chất xuyên tạc. Ví dụ rõ ràng không biết là cái phóng viên viết cái bài đó có xem được cáo trạng mà bên viện kiểm sát họ truy tố Mai Xuân Cường hay không, nhưng mà rõ ràng như lời chị Hằng vừa nói là gì, là trong cái cáo trạng đó thể hiện rõ những cái hình ảnh mà Mai Xuân Cường đưa ra để mà vu khống để mà tống tiền chị Hằng, đó là những hình ảnh cắt ghép và do Đinh Lan cung cấp đó. Nhưng mà hoàn toàn không đề cập khi mà báo của nhất là báo của anh Nguyễn Tường Thượng lại thì không đề cập đến yếu tố này, nhưng mà lại dùng câu chữ để nhét vào miệng Thiên Hạ là gì, là hình ảnh khỏa thân của bà Hằng. Thì rõ ràng đây là cái sự vu khống trắng trợn dẫn đến dẫn dắt những dư luận hiểu sai là thực sự có những hình ảnh đó. Rồi cái thứ hai, mọi người cộng đồng cũng an tâm ở chỗ 30 chưa phải là Tết đâu, Đinh Lan không có thoát khỏi cái chuyện này đâu. Bởi vì cái chuyện mà Đinh Lan có thể không can dự liên quan đến cái chuyện tống tiền, nhưng là sẽ là chủ mưu trong cái chuyện vu khống làm nhục người khác khi mà cung cấp những hình ảnh đó cho Mai Xuân Cường, và do đó là sẽ được xét xử trong một cái phiên tòa khác chứ không phải ở phiên tòa này. Và cái vấn đề thứ hai chúng ta cũng có thấy là nếu mà anh đã đưa ra cái bài viết quan điểm phân tích về cái vụ việc của Mai Xuân Cường bị xử trong cái phiên tòa hôm đó, thì tại sao anh lại đưa tin một cách xuyên tạc trong khi cái tính nhân văn của cái phiên tòa đó, cái lời tuyên án của phiên tòa đó anh không nêu lên đi, để mà thứ nhất cảnh tỉnh những cái người dân họ không đủ hiểu biết kiến thức pháp luật họ để họ nhận thức rõ cái hành vi đó của họ là vi phạm, và cái thứ hai đó là gì, là để thể hiện cái tính nhân đạo. Nhân đạo đây không chỉ của người bị hại là chị Hằng. Mọi người lưu ý là để có được cái bản án của chị Hằng của phiên tòa tuyên là Mai Xuân Cường được hưởng án treo đó, thì ít nhất trước khi tòa tuyên án để hội đồng thẩm phán và hội đồng xét xử hôm đó đi đến cái bản án đầy tính nhân văn như vậy, là chị Hằng đã hai lần đứng lên khi tòa hỏi ý kiến là chị Hằng xin tha cho Mai Xuân Cường đó. Và chính trong cái buổi ngày hôm đó là Mai Xuân Cường đã quay lại rất là xúc động cảm ơn chị Hằng. Người ta không hình dung được cái kết thúc phiên đó là có một bản án ra như vậy. Người ta cũng không nghĩ rằng chị Hằng sẽ là người đứng ra xin tha cho Mai Xuân Cường. Như vậy tại sao những cái điều nhân văn tốt đẹp đó không đưa lên lan tỏa, thứ nhất để người dân nhận thức rõ pháp luật, hiểu rõ cái hành vi như vậy là sai phạm, nhưng mà chưa chắc khi bị xét xử là gặp được một cái người bị hại có thể lên tiếng xin tha cho mình. Đó, rõ ràng nếu mà đưa lên một cái vụ việc thông tin đó, mọi người an tâm, cái bản án này chắc chắn sẽ được bên tòa ở thừa tòa án nhân dân thủ dầu một sẽ đưa lên cổng thông tin chắc chắn đó, để mà đó là một cách tuyên truyền phổ biến pháp luật để cho nhân dân cùng hiểu. Vì chúng ta phải nhìn nhận được khía cạnh nhân văn nhân đạo trong cái câu chuyện này, chứ đừng bị cái xuyên tạc dẫn dắt mình thứ nhất. Rồi cái xuyên tạc dẫn dắt mình thứ hai là gì, là chúng ta phải hàng loạt cái bài viết về vấn đề là những cái vụ lộn xộn trước cổng tòa án, rồi vấn đề
đánh cáo khái niệm như vậy, thì rõ ràng là cái bài viết này nó cũng lạm quyền ở chỗ là tự phong luôn cho một youtuber là nhà báo. Vậy xin thưa thì ai cấp thẻ nhà báo cho cái youtuber này mà gọi là nhà báo? Rồi lại liên quan đến những một vài phóng viên bị hành hung, lấy cái chuyện rau lông nọ cắm cằm bà kia. Xin hỏi ngày hôm đó những cái phóng viên nào trực tiếp tác nghiệp tại hiện trường không ai đeo thẻ nhà báo cả, không ai nói mình là phóng viên cả, mà chỉ lén lén lúc lúc là chụp hình quay lén đó, hết chụp cảnh này cảnh kia rồi quay một cách mờ ám mà không xuất trình ra thẻ nhà báo, thì khi bị hỏi á thì chạy. Và bình thường chúng ta thấy không, nhà báo đi phỏng vấn người ta, cho mình cái quyền phỏng vấn người ta, buộc người ta phải trả lời. Bây giờ khi mà người ta phát hiện cái đối tượng này có những cái hành vi rất là lén lút, thì bắt đầu là mọi người, các anh em youtuber một số mới lại hỏi phỏng vấn anh có phải là nhà báo anh không, nếu mà là nhà báo thì tại sao lại gọi chị Hằng là đối tượng của mình, thì không dám trả lời và cứ lảng tránh đi đi đi. Như vậy thì chúng ta thấy những cái hành vi thái độ lén lút như vậy, tác nghiệp như vậy, có được gọi là nhà báo hay không, có quang minh chính đại hay không? Và như vậy điều này chúng ta cũng phải đặt ra một câu hỏi cho anh Hiển và những cái một vài nhà báo mà cho rằng đó là nhà báo đó là bị tấn công á, thì như vậy hỏi là gì, là họ tiên trách kỹ hậu trách nhân, mình làm cái gì? Nếu thực sự mình tác nghiệp đàng hoàng, mình viết bài một cách công tâm khách quan, mình làm cái gì mà để cho người dân họ thắc mắc gì? Anh là người, các tờ báo này là người cung cấp thông tin cho người dân, người dân họ đói thông tin, họ cần sự thật, thì anh cung cấp cái gì để cho người dân cuối cùng họ phát hiện ra là họ là người bị lừa kìa? Thông tin của anh là thông tin hay mặt, thông tin của anh là lợi dụng cái tờ báo của mình để mà tuyên truyền đả kích và tấn công vào một cá nhân, mà nhiều khi nó còn nguy hiểm hơn, nó tạo cái cơ sở dữ liệu cho những cái phần tử phản động để mà chống phá nhà nước nữa. Như vậy thì cái chuyện anh không đạt được cái tờ báo của anh, thông tin của anh bị người dân họ tẩy chay, bị người dân họ phản ứng, thì trước hết anh phải nhìn lại mình đưa thông tin như thế nào để dẫn đến người dân họ phản ứng như vậy, lại cũng quy kết đổ thừa cho chị Hằng. Nhưng mà cái điều nguy hiểm nhất có thể là hồi nãy cái ý luật sư Kim, luật sư Kim đã có nói đó, là cái cách đưa tin như vậy là xuyên tạc luôn cả cơ quan nhà nước có quyền. Thứ nhất, xuyên tạc cái hội đồng xét xử ngày hôm đó, xuyên tạc lực lượng bảo vệ cho các phiên tòa, và cũng như xuyên tạc luôn cái việc làm rất là mệt mỏi kiên trì của của lực lượng cảnh sát, lực lượng an ninh để giữ gìn trật tự không chỉ bên trong mà cả bên ngoài tòa án. Và như vậy thì dẫn đến nó sẽ tạo nên một cái nguồn cơ sở giúp cho những cái phần tử phản động bên ngoài đi xuyên tạc về nhà nước chúng ta trong vấn đề là gì, có thể là chắc chắn sẽ nào sẽ có, cũng sẽ có những cái phần tử phản động đưa lên dựng lên những câu chuyện là vi phạm cái tự do báo chí của các nhà báo này, trong khi họ tác nghiệp họ không hoàn toàn mang tính chất là lén lút một cách nức nở, không thể hiện mình là nhà báo hay không. Giống như vậy thì rõ ràng cái điều này nó không chỉ là sự công kích cá nhân, nó không chỉ là đạt được ý đồ cá nhân, mà nó còn có một cái tầng nghĩa, ý nghĩa sâu xa hơn nữa, là nó mang tính chất xuyên tạc đã kích cơ quan có thẩm quyền, trực tiếp cụ thể lại là các cơ quan nhà nước ở thành phố Thủ Dầu Một. Đó, chúng ta thấy cái điều này rất là nguy hiểm, mà liên tục bài không chỉ là dùng bài trên các tờ báo mà còn trên cái trang cá nhân nữa, thì rõ ràng là tất cả những yếu tố liên quan đến cái vấn đề vu khống nè, rồi vấn đề xuyên tạc nè, đó, rồi vấn đề tạo cơ sở dữ liệu cho phản động để mà đả kích chính quyền, thì đối với bản thân em cảm thấy là những cái điều này nó rất là nguy hiểm. Bởi chúng ta nói là rõ ràng cái cách viết bài như vậy nó rất là thiếu đạo đức. Chúng ta thấy là một cái công việc, một ngành nghề nào đó, đối với bản thân tôi nghĩ là cũng cần phải có đạo đức. Vì thiếu một cái đạo đức thì dầu anh có chuyên môn tốt đẹp như thế nào nữa, thì cái điều đó nó cũng rất là nguy hiểm. Chúng ta hình dung đơn giản đi, một bác sĩ bị thiếu đạo đức thì có thể cái nạn nhân của bác sĩ đó trực tiếp hoặc gián tiếp một vài người, nhưng cái người làm báo đó nếu thiếu đạo đức đưa thông tin một cách xuyên tạc, một cách một chiều như vậy nhằm đạt được ý đồ cá nhân, thì cái nguy cơ nó không chỉ là trực tiếp tác động đến một hoặc một vài nạn nhân, mà nó là nguy cơ hư hỏng cả một cái thế hệ và những cái thế hệ tiếp theo luôn, bởi vì nó làm mất lòng tin của người dân vào chế độ, mất lòng tin của người dân vào cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Và có khi là gì, nó nguy hiểm ở chỗ là những phần tử phản động họ lợi dụng vào đó, họ xuyên tạc, họ đã kích dần dần mưa dầm thấm lâu, thì nó còn lung lay luôn cả cái sự an toàn của các đất nước. Bởi chúng ta thấy một thông tin sai sự thật nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng nghìn người dân. Như vậy thì rõ ràng trong cái câu chuyện này với chỉ dừng lại
mà chỉ dừng lại cái phiên tòa vừa rồi thôi. Cái nhân văn, nhân đạo của cả nhà nước, của cả người bị hại thì không được đưa lên để mà răn đe, để mà tuyên truyền phổ biến pháp luật. Nhưng mà những cái câu chuyện cắt ghép để dựng lên xuyên tạc về cơ quan nhà nước thì lại được phổ biến rất là rầm rộ, không chỉ trên báo mà trên cả trang cá nhân. Thì chúng ta thấy cái điều này nó rất là nguy hiểm. Thì đó là những gì em thấy trong cái phiên. Bây giờ á, hỏi rất hiển nè, bằng chứng nào mà nói đệ tử của tôi đi giật đồ? Bằng chứng nào mà nói đệ tử của bà Hằng đi cướp tài sản trước tòa án? Bằng chứng nào? Có phải vô khống không? Chỉ dựng lại một cái clip YouTube thôi mà tự mình nhận xét đánh giá luôn. Anh đang nghĩ sao anh Kim khi mà nói rằng là cái người đi cướp giật mà cướp được cái gì, có bị công an bắt chưa? Xảy ra cái hiện trường, nó vô nó khai cái gì và nó đã bắt cái gì, có công an đã bắt được một tội phạm nào đi cướp giật chưa? Mà nói là đệ tử của em. Mà ghi là ngay trước mặt công an, và như vậy rõ ràng xuyên tạc cả công an. Họ làm việc rất là chăm chỉ miệt mài ngày hôm đó mà còn xuyên tạc cả công an luôn. Quá khủng khiếp. Tôi nghĩ rằng hả, là đồng chí trưởng công an của thành phố Thủ Dầu Một và cái đồng chí chỉ huy trưởng của chỉ huy cái hôm mà bảo vệ đó cần phải lên tiếng cái này, cần phải nói cái này, phải chỉ ra cái chỗ này ai cướp của ai trước mặt công an. Mà đã bắt được chưa? Mà đã bắt được tội phạm chưa? Mà liên quan gì tới em mà là đệ tử của em? Và cũng không biết rằng là nhà báo Nguyễn Đức Hiển có hiểu rằng là cái tội cướp nó được cấu thành như thế nào? Nó như thế nào mà bảo là cướp trước mặt công an? Rồi bây giờ đệ tử. Đệ tử? Đệ tử là cái gì? Tôi thật tình mà nói là tôi thấy nhiều người họ nói là đệ tử này, đệ tử kia, chứ tôi thật ra hồi đó giờ tôi chỉ hiểu một từ đệ tử ở trong chùa, chứ còn ở ngoài thì tôi không biết. Nói y chang như là một cái tội phạm bắt vô, rồi nó khai nó là đệ tử của em. Trong đó chưa có một cái gì xảy ra nơi đó, cũng không có cái cảnh ùn tắc giao thông, không có một cái gì, tất cả đều đặt đều vô khống hết. Phải nói rằng là cái việc mà giữ gìn trật tự tại phiên tòa hôm đó là thế cả trong tòa lắm hơn ở ngoài tòa là tốt. Thầy Quân nói đúng á, một cái điều nhân văn cần nhân rộng cho xã hội, không đưa mà đưa đúng những cái phản cảm mà không hề có thật, vu khống 100%. Vậy thì thử hỏi còn ai tin vào những cái loại báo như thế này không, trắng trợn như vậy? Dạ, Nguyễn Phương Hằng và tiến sĩ luật Đặng Anh Quân đã từng làm đơn tố cáo Đinh Thị Lan là chủ mưu trong vụ bắt cóc bé, cho Mai Xuân Cường bắt cóc bé Huỳnh Hằng Hữu. Hôm đây là cái hôm 30 tháng 12 là năm 2021. Sau khi xét xử xong vụ án Mai Xuân Cường ngày 29 tháng 12 năm 2021, thì bị can Nguyễn Phương Hằng cùng với tiến sĩ luật Đặng Anh Quân cùng với luật sư Nguyễn Đình Kim đã tổ chức cái buổi mà đón giao thừa và mời khách mời đặc biệt. Hôm đó định mời Mai Xuân Cường nhưng đến cuối cùng không mời được Mai Xuân Cường tới, Mai Xuân Cường nó sợ quá rồi. Thì sau trong phiên tòa đó, mọi người báo chí không được vào tác nghiệp. Thì bên phóng viên của bên các báo có đưa tin là về việc xảy ra những cái vụ ẩu đả ở trước phiên tòa xét xử Mai Xuân Cường. Thì tiến sĩ luật Đặng Anh Quân cùng với bị can Nguyễn Phương Hằng ha, cùng với luật sư Nguyễn Đình Kim đã vu khống Đinh Lan là chủ mưu trong vụ bắt cóc ha, chủ mưu cho vụ bắt cóc bé Huỳnh Hằng Hữu. Ngay đầu clip mọi người đã nghe cái đoạn đó rồi ha, đây là giấy triệu tập của công an tỉnh Bình Dương do trung tá Hồ Thọ Hải ha, Hồ Thọ Hải ký. Thì hồi tháng 7, 23 tháng 7 năm 2021 là triệu tập lần 1, thì Đinh Lan là hôm đó là bắt Mai Xuân Cường, là định bắt luôn Đinh Thị Lan, nhưng Đinh Lan cố thủ trong nhà đó, nghe đúng như cái giọng lưỡi của bà Hằng nói là cố thủ trong nhà đó, cho nên không bắt được. Thì hôm đó họ phát hành giấy triệu tập lần 2, hẹn là ngày 3 tháng 8 năm 2021 ha, đến. Thì khi mà một vụ án hình sự đã khởi tố bị can,
đã bắt tạm giam bị can rồi thì triệu tập lần hai mà Đinh Lan vắng mặt nữa thì không cần có giấy triệu tập lần ba là xe thùng nó tới rước liền. Nhưng bằng tất cả những sự tự tin của mình, Đinh Lan thấy đây là bị can Nguyễn Phương Hằng, muốn gài Đinh Lan và ông tiến sĩ luật Đặng Anh Quân này, muốn gài Đinh Lan vô cái tội chủ mưu đó. Chứ cái việc mà bị can Nguyễn Phương Hằng nói là xin với tòa để mà xin cho Mai Xuân Cường được nhẹ tội là không có đâu nha. Lúc đó luật sư Hồ Nguyên Lễ và bị can Nguyễn Phương Hằng la lối sùm luôn á. Rồi bị can Nguyễn Phương Hằng không chịu, phải lôi con Đinh Lan ra, con Đinh Lan là chủ mưu. Bây giờ thêm cái tội làm nhục nữa chứ không phải như vậy. Con Đinh Lan nó làm sao nó biết số, nó đưa số cho thằng này, nó đưa cho thằng này 100.000 đồng. Rồi nó, thằng này gửi những cái clip khỏa thân của tôi. Đó, cho nên là ông luật sư Hồ Nguyên Lễ cũng tranh cãi quyết liệt tại tòa thêm tội danh làm nhục của Mai Xuân Cường và vẫn lôi Đinh Thị Lan vào cuộc, chứ không phải là bà này bà xin cho giảm án đâu. Án là nó có từ bên viện chuyển qua rồi, án nhẹ hay nặng là từ bên viện chuyển qua. Còn khi vô trong cái phiên tòa có thêm cái tình tiết gì mới đi á thì lúc đó người ta mới coi như là thay đổi lại cái bản án. Chứ án là nó có trước, 45 ngày đưa ra phiên tòa ra xét xử là nó có trước rồi. Cho nên bị can Nguyễn Phương Hằng nói là nhờ xin hai lần mới được nhẹ tội. Đâu có đâu. Làm như là đạo đức lắm. Nếu mà đạo đức thì không vì 2 triệu. Đinh Lan có cái clip bị can Nguyễn Phương Hằng nói là nó xin tôi 2 triệu. Nhưng mà tôi không được thì nó xuống, nó nói ở vùng Gò Vấp là không ai nhớ tới nó đó. Để Đinh Lan mở cái clip đó lại cho mọi người nghe. Nhưng mà cái clip này dài rồi, những cái clip sau thì Đinh Lan sẽ làm thêm là rồi bắt đầu bị can Nguyễn Văn Hằng nói là nhưng mà tôi cố tình cho chuyển trở thành 2 triệu, nó nói không được 2 triệu thì 500 cũng được, nhưng tôi cố tình chuyển 2 triệu để đặt khung 2 bộ luật hình sự đó. Cho nên bị can đẩy Mai Xuân Cường vô trong tù mà bây giờ đổi thừa là do Đinh Thị Lan, là hoàn toàn đây là một cái hành động là vu khống nè. Còn chưa kể những cái clip mà bị can Nguyễn Phương Hằng làm nhục Đinh Lan đủ thứ hết. Nói Đinh Lan là vượng nợ khắp cùng, đi live stream chung với luật sư vlog Âu Quang Phục á. Đinh Lan mượn nợ khắp cùng dưới quê, lừa đảo, lừa gạt tùm lum hết chứ. Cái đó là vu khống nha. Bị can Nguyễn Phương Hằng chửi tôi là hàng trăm kênh YouTube chửi theo. Đó. Cho nên là cái việc mà bị can Nguyễn Phương Hằng và tiến sĩ luật Đặng Anh Quân đã làm đơn tố cáo đó ngày 29 tháng 12 năm 2021. Sau đó thì 18 ngày sau là ngày 18 tháng 1 năm 2022, là 18 ngày sau ha. Thì Đinh Lan nhận cái giấy triệu tập lần 1 của công an thành phố Hồ Chí Minh do cái đơn tố cáo của bị can Nguyễn Phương Hằng. Đó, mọi người nhìn nè. Mọi người nhìn thấy chưa? Triệu tập lần 1 nè. Đó, mọi người có thể nhìn thấy nè, có thể chụp được màn hình nè. Đó, cho nên là việc mà bị can Nguyễn Phương Hằng đã từng tố cáo Đinh Lan theo cái lời tuyên bố của tiến sĩ luật Đặng Anh Quân rồi nha, chứ không phải là đạo đức gì mà xin tha gì đâu. Chính tiến sĩ luật Đặng Anh Quân nói sẽ tố cáo trong một, Đinh Lan sẽ bị xét xử trong một phiên tòa khác nha, về cái tội là chủ mưu cho Mai Xuân Cường đó, chủ mưu. Nhưng mà làm sao một tiến sĩ luật mà không có am hiểu pháp luật hả? Phiên tòa ngày hôm nay đã kết thúc rồi thì làm sao có chuyện mà xử Đinh Lan vào cái tội chủ mưu cho một phiên tòa khác được? Đó, cho nên đó là lý do tại sao cái clip này dường như là chưa bao giờ mà cơ quan điều tra của công an tỉnh Bình Dương và cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh nghe được clip này sẽ thấy được cái vai trò mà đồng phạm của bị can Nguyễn Phương Hằng với ông tiến sĩ luật Đặng Anh Quân và luật sư Nguyễn Đình Kim. Đó, cho nên là Đinh Lan làm cái clip này thì đăng lên, và nếu như có thông tin gì thì Đinh Lan sẽ vẫn tiếp tục nói, nhưng mà nói những cái vấn đề nào mà để minh chứng cho những tội lỗi của tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, luật sư Nguyễn Đình Kim và bị can Nguyễn Phương Hằng cho cái tội vu khống và làm nhục Đinh Thị Lan. Tôi là Đinh Thị Lan, nhà ở 140/22 Lê Đức Thọ.
phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Số điện thoại Zalo nếu Trang Lan Đinh này mất thì số điện thoại 0931208805. Thì khi mà bị can Nguyễn Phương Hằng tố cáo nhà báo Đức Hiển ở tòa Thủ Dầu Một á, thì hình như là nhà báo Đức Hiển có lên, nhưng mà hai lần á, thì luật sư Hồ Nguyên Lễ không lên, rồi người ta đình chỉ cái vụ án bà Hằng tố cáo nhà báo Đức Hiển này ha. Còn ngày hôm nay thì tố cáo Đinh Lan thì nè, cái phiên tòa đã thể hiện rồi, còn bên công an thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã triệu tập Đinh Lan theo nè về việc đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng rồi nè, ngày 18 tháng 1 năm 2022. Cho nên việc tố cáo rồi mà tố cáo không đúng thì người tố cáo bị phạm tội gì? Vu khống nha. Chào mọi người nha.